một chuyện tình đẹp của cô gái khuyết tật tên Diễm kết thúc trong bi thương. Vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, chết trong tư thế treo cổ, có dấu hiệu cho con tự sát. Cô đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng sợi dây thòng lọng vô tình, hay có kẻ sát nhân vì động cơ đê hèn? Có dấu hiệu của một vụ án mạng. Dấu vết treo cổ thì nó rất là mờ nhạt. Giết nạn nhân thì dựng hiện trường giả, vì táo bạo cũng gây bức xúc dư luận quần chúng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Án tình, tai nạn hay một vụ giết người cướp tài sản? Câu hỏi thách đố với lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Thiếu tá Nguyễn Giang Hồng, đội trưởng đội điều tra án xâm phạm nhân thân, phòng BC45, Công an tỉnh Vĩnh Long, nhận được một nguồn tin báo từ huyện Mang Thít. Đề nghị khám nghiệm tử thi một cái vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là bị chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là nữ, là bị bệnh, là bị bại liệt hai cái chân. Không để hiện trường nguội lạnh như không gian vốn có của nó, một đội cảnh sát điều tra, trinh sát, bác sĩ pháp y và đội khám nghiệm hiện trường nhanh chóng chuẩn bị phương án tác chiến, tiến thẳng về trung tâm huyện Mang Thít. Nạn nhân là chị Trần Thị Diễm, sinh năm 1992, xác định đã chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà riêng của mình. Và chính mẹ nạn nhân, bà Nguyễn Thị Tâm, là người phát hiện ra vụ việc và trình báo công an. Sau 2 giờ kiểm tra, khảo sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách tại nhà riêng của nạn nhân, các chỉ vật quan trọng đã được đưa về phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long để làm sáng tỏ sự thật về cái chết bí ẩn này. Cùng lúc đó, một tổ điều tra ở lại hiện trường làm việc cùng người nhà nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ chị Diễm, kể lại một câu chuyện dài bắt đầu từ một tháng trước. Từ trước đến nay, căn nhà này hầu như chỉ có hai mẹ con bà chung sống. Bà Diễm đi làm thường xuyên vắng nhà. Vì bị sốt bại liệt từ nhỏ nên Diễm sống khá khép kín, cô đơn trong phòng ngủ riêng và không có nhiều bạn bè. Từ khi có các mạng xã hội, Diễm thường xuyên lên mạng để tìm niềm vui và làm quen với rất nhiều bạn bè. Bà Tâm nhận thấy con gái tươi vui hơn ngày trước nên phần nào cũng an lòng, chỉ mong sao con mình tìm được hạnh phúc. Cách đây một tháng, Diễm có quen một người bạn trai thông qua mạng xã hội, tên là Nguyễn Trọng Quý. Quý được bà Tâm nhận xét là một chàng trai lễ phép, tính tình chất phác, quê quán Tiền Giang, vừa mới tốt nghiệp đại học và hiện đang thử việc trong ngành xây dựng.
Mối tình đẹp đầy lãng mạn của Diễm và Quý bắt đầu từ đây. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của Diễm. Cô không chỉ cảm nhận thế giới tình yêu mà còn cảm nhận cả thế giới bên ngoài với những sắc màu xanh tươi của cuộc sống. Diễm không còn trầm mặc với bốn góc phòng như quá khứ nữa. Cuộc đời cô đã sang trang sử mới. Bà Tâm cho biết, dù rất biết ơn và cảm kích những gì Quý mang đến cho Diễm, nhưng khi phát hiện con gái mình quá yêu chàng trai này, cuối cùng bà Tâm cũng phải quyết định ra sức cản ngăn mối tình của họ vì lo sợ gia đình Quý sẽ không ủng hộ hai đứa nên duyên. Và như thế, con gái bà sẽ còn tổn thương gấp bội về sau này. Kể từ khi bị mẹ ngăn cấm tình yêu trong sáng nay, Diễm trở nên trầm mặc, ít nói hơn trước. Không gian u buồn của bốn góc phòng càng khiến cô u uất và khổ đau hơn. Với câu chuyện này, nhiều người tin rằng Diễm đã tự kết liễu cuộc đời mình vì đã bị ngăn cấm một tình yêu đẹp của đôi nam nữ trong độ tuổi thanh xuân. Nhưng với các cán bộ điều tra công an tỉnh Vĩnh Long, cái chết của Diễm có nhiều điểm đáng ngờ. Gần 30 năm kinh nghiệm trong nghề, Thượng tá Lê Thanh Phong, Phó trưởng phòng BC54, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đồng nghiệp không khỏi hoài nghi với những chỉ dấu để lại tại hiện trường. Thượng úy Nguyễn Hoài An, đội phó đội khám nghiệm, người trực tiếp tiến hành khám nghiệm hiện trường nhà nạn nhân ngày 2 tháng 12, đã đưa ra luận cứ. Với các cái biện pháp nghiệp vụ và những cái kinh nghiệm trong công tác chuyên môn thì các bộ kỹ thuật sự đã nhận định đây không phải là một vụ treo cổ tự sát mà là có dấu hiệu của một vụ án mạng, là nạn giết nạn nhân thì dựng hiện trường giả. Thì qua khám nghiệm tử thi thì thấy rằng cái dấu treo cổ, dấu vết treo cổ thì nó rất là mờ nhạt. Thì cơ quan điều tra thì mới nhận định có khả năng là có thể là hung thủ giết đối tượng là người mới treo cổ lên. Dựa vào dấu vết hiện trường như là dây treo cũng như là đặc điểm cơ thể của nạn nhân là khuyết tật hai chân, thì so với hiện trường để lại thì mình đánh giá là nạn nhân không thể tự thực hiện một cái hiện trường này treo cổ được. Từ những phân tích trên, các cán bộ tiến hành kiểm tra tài sản của nạn nhân thông qua người nhà của Diễm thì được biết một hộp nữ trang trong tủ trang điểm của nạn nhân gồm một sợi dây chuyền và một nhẫn vàng đã biến mất. Như vậy, có nhiều khả năng Diễm không tự sát mà là bị giết hại, và động cơ gây án của kẻ sát nhân là giết người cướp tài sản. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra chủ trì một cái cuộc họp sơ bộ để nhận định đánh giá về nguyên nhân tử vong và cũng như bàn cái hướng điều tra tiếp theo.
và ban chuyên án đã được thành lập ngay trong đêm xảy ra án mạng. Tất cả cùng khẩn trương họp bàn để nhanh chóng đưa kẻ thù ác ra ánh sáng. Thì các lực lượng vào cuộc hết sức là khẩn trương và quyết tâm, với tinh thần quyết tâm cao nhằm cho nhanh chóng làm rõ sự thật. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tiến hành làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân thông qua điện thoại cá nhân của chị Diễm. Bước đầu phát hiện có 10 số liên lạc thường xuyên xuất hiện trong điện thoại của nạn nhân. Trong đó nổi lên một đối tượng nữ tên là Châu Thị Quỳnh Giang, sinh năm 1992. Không ai khác, Giang là chủ sở hữu của số điện thoại cuối cùng liên lạc với nạn nhân lúc 13 giờ, 2 tiếng trước khi nạn nhân bị sát hại. Đối tượng phải có mối quan hệ với nạn nhân thì mới có thể vào nhà được của nạn nhân, để từ đó mới tiếp cận nạn nhân và thực hiện hành vi phạm tội. Không khó tìm ra chỉ dấu của đối tượng Quỳnh Giang. Xuất hiện trong ngày buồn của gia đình nạn nhân, Giang chia sẻ mình là một trong số ít những người bạn thân ít ỏi của Diễm. Cả hai quen nhau thông qua mạng xã hội cách đây tròn một năm. Không giấu được sự bàng hoàng, Giang thừa nhận cái chết của Diễm là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời của mình. Trong lúc các cán bộ điều tra đang xác minh những lời khai của Giang thì một nguồn tin khác báo về đầy giá trị. Qua công tác vận động quần chúng nhân dân, tổ trinh sát tiếp cận được một người đàn ông tên Minh, hành nghề xe ôm. Ông Minh cho hay, lúc 14 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2013, một giờ trước khi chị Diễm bị sát hại, ông có chở một người lạ mặt từ thị trấn Long Hồ đến nhà của nạn nhân. Bằng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan điều tra cũng đã cử lực lượng trinh sát cũng rà soát xác minh và tìm được cái người xe ôm. Thông qua anh xe ôm thì cũng biết được thêm một số cái thông tin về đặc điểm người, rồi đối tượng, đặc điểm đối tượng nghi vấn. Thì qua đó thì cũng đã giữa anh xe ôm này với chỗ đối tượng nghi vấn thì cũng có trao đổi thông tin. Cùng lúc này, Giang, bạn thân của nạn nhân thừa nhận vào lúc 13 giờ ngày 2 tháng 12, chính Diễm đã gọi điện thoại cho cô, cuộc gọi cuối cùng trong cuộc đời của nạn nhân. Thông tin này chính là nguồn tin đáng tin cậy giúp ban chuyên án làm sáng tỏ mọi việc, và lệnh bắt khẩn cấp kẻ thù ác đã được ban ra. Ngày 7 tháng 12 năm 2013, 5 ngày sau cái chết của nạn nhân Trần Thị Diễm, Nguyễn Trọng Quý đã bị lực lượng điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ tại địa bàn cư trú của đối tượng, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để làm rõ cái chết của nạn nhân Trần Thị Diễm. Sau 3 giờ đấu tranh lấy lời khai, cuối cùng Quý đã thừa nhận tội ác của mình. Ban đầu thì Nguyễn Trọng Quý là không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng mà với những cái tài liệu thu thập được và với những sự kiên quyết của lãnh đạo cơ quan điều tra cùng với các điều tra viên thì Nguyễn Trọng Quý cuối cùng cũng đã thừa nhận, khai nhận hành vi phạm tội. Trở lại với quá trình điều tra vụ án, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong là do bị chèn ép đường hô hấp, chứng tỏ kẻ thủ ác đã dùng lực mạnh để gây án. Thời gian tử vong được ghi nhận từ 15 đến 16 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2013. Dấu vân tay của đối tượng để lại trong phòng ngủ của nạn nhân nhanh chóng được các lực lượng điều tra làm rõ. Từ
chỉ dấu này, ban chuyên án xác định Giang không thể là đối tượng tình nghi. Ngược lại, chính người bạn thân của Diễm là nguồn cung cấp những chỉ dấu đáng tin cậy về kẻ thủ ác. Giang kể, một tháng nay, Diễm không còn trầm mặc u uất như quá khứ khi bắt đầu một cuộc tình đẹp cùng chàng tân kỹ sư xây dựng Nguyễn Trọng Quý. Dù niềm vui của Diễm chẳng tày gang vì bị gia đình ngăn cản, nhưng Giang vẫn không tin người bạn thân của mình đã có hành động dại dột là tự kết liễu cuộc đời như mẹ Diễm linh cảm. Ngày 1 tháng 12 năm 2013, nạn nhân vẫn còn vui vẻ gọi điện mời Giang buổi chiều hôm sau đến nhà mình chơi vì bà Tâm sẽ đi chùa cả ngày. Nhưng vào lúc 13 giờ chiều ngày 2 tháng 12, chính Diễm gọi lại bảo người bạn thân đừng đến vì bà Tâm đã về. Nhưng sự thật, cuộc hẹn của đôi bạn thân Diễm Giang đã bị hủy bỏ vì sự xuất hiện của kẻ thù ác Nguyễn Trọng Quý. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2013, được nạn nhân cho biết bà Tâm đi chùa nên vắng nhà cả ngày. Quý hẹn sẽ gặp nạn nhân vào buổi trưa, rồi đón xe khách từ Tiền Giang đến thị trấn Long Hồ. Tại đây, hắn đã gặp anh Minh và nhờ anh chở tới nhà chị Diễm. Khi đi, Quý đã mang theo thuốc ngủ nhằm thực hiện ý đồ xấu xa. Không hề nghi ngờ với chiếc mặt nạ được bọc quá kỹ càng của kẻ thù ác, nạn nhân đã hủy cuộc hẹn với người bạn thân và vui vẻ đón Quý vào nhà. Lợi dụng lúc nạn nhân không đề phòng, Quý đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước uống của Diễm. Đợi nạn nhân ngủ say, Quý bắt đầu thực hiện hành vi của mình. Trong lúc thực hiện ý đồ đen tối, nạn nhân bất ngờ thức giấc và ra sức ngăn chặn hành vi của Quý. Bị phát hiện, đối tượng đã dùng gối đè lên mặt nạn nhân cho đến khi chị Diễm tắt thở. Sau đó, Quý đã dàn dựng hiện trường giả, hòng đánh lạc hướng điều tra. Vụ án đã được sáng tỏ, khẳng định sức mạnh của quần chúng nhân dân và tinh thần trách nhiệm của ban chuyên án. Cái kết quả kinh nghiệm là phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua thì nhờ có cái sự nỗ lực, cái thứ nhất là nỗ lực của cơ quan điều tra, sự quyết tâm của điều tra viên. Cái điều quan trọng không thể thiếu nữa là cái sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều cái tin có giá trị liên quan đến vụ án. Từ chỗ đó cơ quan điều tra đã sớm xác định cái sự thật của vụ án và vạch trần là kẻ hung thủ đem vụ án ra xét xử sớm. Tại cơ quan điều tra, chiếc mặt nạ của tân kỹ sư xây dựng Nguyễn Trọng Quý từ từ được tháo bỏ. Đối tượng Quý không nghề nghiệp, từng ra trường giáo dưỡng vào năm 2008 vì tội trộm cắp tài sản. Trong vai một sinh viên mới ra trường đầy ý chí, hắn đã dễ dàng chinh phục con tim cô đơn của cô gái khuyết tật Trần Thị Diễm. Một ngày trước khi sát hại nạn nhân, do cần tiền để thỏa mãn thú vui cá cược và chơi game online, Quý đã lên kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và dẫn đến giết người của mình. Là lợi dụng mối quan hệ tình cảm quen biết với nạn nhân thông qua cái chương trình tìm bạn bốn phương, từ đó thì tiếp cận nạn nhân, lợi dụng cái sự nhận thức bị hạn chế, cái sự
ít hiểu biết của nạn nhân do ở trong cái bị tật nguyền cái chân nên ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Thành ra Nguyễn Trọng Quý đã lợi dụng cái sự dễ tin của cô gái này để tiếp cận. Ngày 4 tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trọng Quý về tội giết người và 5 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Quý phải chấp hành là án tử hình. Theo quan điểm tôi thì cái bản án tử hình dành cho Nguyễn Trọng Quý là hoàn toàn xứng đáng với hành vi phạm tội của Nguyễn Trọng Quý, bởi vì cái hành vi phạm tội là rất là man rợ. Vụ án thương tâm đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo đối với sự lan tỏa ngày càng phổ biến và thiếu kiểm soát của mạng xã hội, những nguy hiểm khôn lường của các mối quan hệ ảo. Cái những cái người có tật nguyền á thì cái mối quan hệ xã hội người ta rất là ít, thì người ta dễ tin tưởng vào một cái lời ngon ngọt, một cái sự dụ dỗ, một cái sự ngọt ngào của một cái người khác, nhất là đối với người khác phái. Cho nên những đối tượng có lợi dụng những cái chỗ quen biết là không rõ ràng này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Góc độ ở cơ quan điều tra thì cũng có một cái lời là cảnh báo ở dưới quần chúng nhân dân nên là cảnh giác đối với các cái loại hình hiện như hiện nay, mà có cái biện pháp giáo dục con cái của mình, đặc biệt là tuyên truyền cho trong gia đình cũng như ngoài xã hội nên chấp hành tốt quy định của pháp luật, đồng thời phải xác định rõ những cái đối tượng cần phải tiếp cận liên quan đến bản thân của con em mình thì phải có cái giáo dục tốt hơn nhằm để tránh những cái hành vi cũng như hậu quả xảy ra trong thời gian tới. Nhờ sự phán đoán tài tình, nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt kẻ thù ác phải đền tội, trả lại công bằng, xoa dịu phần nào nỗi đau cho gia đình nạn nhân Trần Thị Diễm, cô gái xấu số đã trao nhầm con tim cho kẻ sát nhân.